Khoảng 4 giờ sáng nay, 21 tháng 10, ngành y tế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với các cơ quan liên quan của tỉnh đã có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất, đón gần 300 công dân Việt Nam từ các nước châu Âu về nước và thực hiện cách ly tập trung ngay khi xuống máy bay. Toàn bộ số công dân này được đưa về doanh trại Trung đoàn Minh Đạm, đóng ở huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là lần thứ 3 việc cách ly tập trung phòng dịch COVID-19 được thực hiện tại Trung đoàn Minh Đạm. Thưa quý vị, hiện tại là khoảng gần 10 giờ sáng và đoàn công dân từ Pháp trở về đã được về đến doanh trại Trung đoàn Minh Đạm. Thưa quý vị, những công tác tiếp đón được các cán bộ chiến sĩ nơi đây thực hiện rất chu đáo và đúng quy trình. Như chúng tôi nhận thấy thì các công dân Việt Nam từ Pháp trở về cảm thấy rất là mệt mỏi sau một chuyến bay dài. Tuy nhiên, tất cả họ đều thực hiện rất là đúng theo những hướng dẫn của các cán bộ chiến sĩ nơi đây về những quy định phòng chống dịch COVID-19. Và họ cũng cảm thấy rất là vui vẻ, ấm áp trước những sự tiếp đón tận tình và chu đáo của các cán bộ chiến sĩ nơi đây. Trong số 294 công dân Việt Nam trở về, phần lớn từ Pháp và một số nước châu Âu. Các công dân chủ yếu là lao động hết hạn hợp đồng, còn lại là học sinh, sinh viên đã hoàn thành khóa học hoặc gặp khó khăn, là doanh nhân hoặc người xuất cảnh ngắn hạn bị kẹt lại do đại dịch COVID-19. Được về quê hương trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở Pháp và các nước châu Âu, những công dân này cảm thấy vô cùng cảm kích. Em cũng trông ngóng cũng khá là lâu, tại vì em ở bên kia thì tình hình dịch cũng khá là phức tạp, tình hình tài chính nó cũng khó khăn. Cảm thấy rất là biết ơn và cũng một phần cảm động nữa. Nói chung là với chị cũng như mọi người là đều thấy là tán thành và thấy là cái pháp luật nhà nước cũng như là mọi người dành cho những người nước ngoài về là rất là tốt, cũng về đây là rất là mừng và cũng chấp hành cái quy luật trong lúc cách ly. Trước khi tiếp nhận các công dân để thực hiện cách ly tập trung, các bộ phận chức năng đã vệ sinh, bố trí chu đáo về cơ sở vật chất, chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm thiết yếu tại Trung đoàn Minh Đạm. Khác với hai đợt tiếp nhận công dân cách ly trước, đợt cách ly lần này có thu phí theo quy định của nhà nước là 120.000 đồng một người một ngày và 734.000 đồng một người một lần xét nghiệm. Thêm nữa, tính đến ngày 20 tháng 10 năm 2020, Pháp là quốc gia đứng thứ 8 trên thế giới có số người mắc COVID-19 với hơn 910.000 trường hợp. Do đó, lần cách ly tập trung thứ 3 cũng đã được ngành y tế Bà Rịa Vũng Tàu và các cơ quan liên quan xác định sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Thì so với lần trước thì lần này có thể nó sẽ khó khăn hơn. Thì lý do là Pháp là cái vùng dịch của châu Âu, cái số lượng người bị nhiễm dương tính rất là nhiều. Lần thứ ba này nó có cái thay đổi so với hai lần trước là bắt đầu tiến hành thu phí cách ly đối với công dân nước ngoài về cách ly tập trung ở Việt Nam. Trong vòng 14 ngày, những công dân thực hiện cách ly tập trung phải qua 2 lần xét nghiệm và phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng dịch COVID-19.